Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình sẽ được giới thiệu các bạn là hai con cái xin các bạn. Hai con cái xin và một cặp đực xin các bạn. Đứng trước mặt bạn là con cái xin rồi các bạn. Rụng điểm nghiêm chỉnh các bạn. Con cái xin này cao 1m27 bò các bạn. Sẽ tích nghiêm chỉnh, không lan các bạn. Rúng kiền nè các bạn thấy không? Rúng kiền nè, yếm dày nè các bạn thấy không? Sái tích nghiêm chỉnh các bạn. Cao 1m27 bò. Bơ ba bê được 1 tháng các bạn, giá 25 triệu. Cao 1m27 bò các bạn, bơ ba bê được 1 tháng giá 25 triệu. Bơ ba bê lại là lứa 3 nha các bạn. Bơ ba bê là lứa 3 nha. Giá 25 triệu các bạn. Cao 1m27 bò. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình các bạn. Chân móng sò nè các bạn thấy không? Chân móng sò hoàn thiện các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh, rúng yếm là khỏi tả các bạn, từ vú tới ngực luôn các bạn thấy không? Đó, bơm bơm được 1 tháng. Đó, giá là 25 triệu các bạn, 25 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon mình comment dưới màn hình video các bạn. Dưới màn hình video, sái tích nghiêm chỉnh, rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Cao 1m27 bò giá 25 triệu, bơm ba bê được 1 tháng. Bơm ba bê là lứa thứ 3 các bạn. Bơm ba bê là lứa thứ 3. Đó. Thấy cái rúng nghiếm cực kỳ các bạn, sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Giá là 25 triệu các bạn, 25 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, bơm ba bê được 1 tháng nha các bạn, giá 25 triệu. Còn đây là cái xin tơ này các bạn, cái xin tơ 25 triệu, cao 1m27 bò luôn các bạn. Cũng bơm ba bê được 1 tháng các bạn, xin tơ cao 1m27 bò, bơm ba bê được 1 tháng các bạn, giá 25 triệu luôn các bạn. Rúng nè, chân móng là hoàn thiện nè các bạn. Đó, đòn nè, sái tích nghiêm chỉnh các bạn, không lan các bạn, không lan giá. Cao 1m27 bò giá 25 triệu các bạn. Cao 1m27 bò giá 25 triệu, bơm ba bê được 1 tháng, xin tơ. Chân móng là hoàn thiện các bạn, móng sò các bạn. Rúng nè, rúng điếm đồ nghiêm chỉnh các bạn, đòn dài. Sái tích này nghiêm chỉnh các bạn, sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Giá là 25 triệu các bạn, giá là 25 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Chân móng nè, đòn dài nè. Bơm bơm được 1 tháng các bạn, xin tơ. Đuôi dài. Giá là 25 triệu các bạn, 25 triệu, cao 1m27 bò các bạn. Đó, quà đen nè các bạn không, sải tích đồ nghiêm chỉnh nè các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Còn đây cặp đực xin nha các bạn. Đây con đực xin này, con này cao gần 1m2 luôn các bạn. Cao gần 1m2 luôn các bạn, chân móng nó hoàn thiện nè. Khú nè, đen khui. Đó, cặp này thì anh Ngon báo giá là 30 triệu các bạn, 30 triệu. Con khú này cao gần 1m2 các bạn, chân móng nó hoàn thiện nè. Sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn. Gù gù bạc đòn dài. Gù bạc đòn dài, chân móng thì hoàn thiện các bạn. Giá 30 triệu cặp được xin này các bạn. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đòn dài nè, gu bạc nè, sái tích nè, nghiêm chỉnh các bạn. Đó, con này các bạn, con này thì cao mét 15 các bạn. Cao mét 15 bò các bạn. Con cao mét 2, gần mét 2, con cao mét 15. Giá 30 triệu được xin. Con này cũng sái tích nghiêm chỉnh luôn nè các bạn. Chân móng là hoàn thiện nè. Đó, bò này dạng bò hả nha các bạn. Dạng bò hả. Đó, chân móng nó hoàn thiện hết. Giá 30 triệu các bạn, giá 30 triệu, con này cao mét 15 bò các bạn. Con cao gần mét 2, con cao mét 15. Giá 30 triệu. Giá 30 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu cứ liên hệ các bạn. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn thấy không? Chân móng hoàn thiện, đòn dài, gu bạc nè. Con khú này cực kỳ các bạn. Con khú này chân móng hoàn thiện nè. Lớn xương các bạn, đầu to nè. Đòn dài nè.
giá 30 triệu cặp được xin này các bạn, 30 triệu cặp được xin. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Ngon, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, cặp được xin anh Ngon báo giá là 30 triệu các bạn, con cao gần 1m2, con cao 1m15, giá 30 triệu. Ngoài ra trại bò anh Ngon còn rất là nhiều bò các bạn, mới về để dịp đầu năm các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ đến trực tiếp trại anh Ngon để lựa những con giống tốt nhất nha các bạn. Chừng móng đó các bạn không, hoàn thiện được xin nè các bạn, chừng móng hoàn thiện hết, gu bạc đòn dài, sái tích thì nghiêm chỉnh, chừng móng móng sò các bạn, giá 30 triệu cặp được xin các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp được xin anh Ngon báo giá là 30 triệu các bạn. Còn hai con cái xin cao mít 27 bò đồng giá 25 triệu mỗi con các bạn, đều bơm 3B một tháng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.